Đây các bác nhé, lúc này là khoảng 11 giờ hơn một chút đây các bác này. Đấy, ong của em bây giờ nguồn phấn nó về như thế này các bác. Đấy, em vừa mới đậy lại một chút để coi có cái con ong nó mang cái nguồn phấn về như thế nào. Đấy, các bác thấy mang như thế này, nói chung là cứ 10 con thì 9 con có phấn cái dậy lúc thời điểm này nhé. Thế thì ong nó như thế này thì nó phát triển rất là tốt các bác. Thế nó mà lấy như thế này thì chỉ trong vòng khoảng 2 ngày là nó đã có khoảng 2-3 vòng phấn rồi. Và khi có vòng phấn thì ong nó sẽ cho nó mở lên ra. Đấy, các bác thấy, ôi, bây giờ chen chúc luôn, các bác thấy sướng, quá sướng luôn đúng không các bác? Đấy, lấy mang về rất là nhiều luôn, phấn rất là nhiều. Vâng, em nghĩ ông bên em xin kính chào bà con nhá. Thì hôm nay em lại vào cái vườn ong ở bãi chuối, em đặt dưới bãi chuối đấy các bác. Thì nay cái thứ nhất là cũng từ cái đợt quay mặt mà tháng đầu tháng 8, mùng 6 tháng 8 đến nay em mới quay vào đây em coi, để thứ nhất là kiểm tra coi đàn ong nó phát triển như thế nào, cái thứ hai nữa là mình đảo cầu, cái thứ ba là coi cái nguồn phấn ở trong này nó có nhiều không, và cái thứ tư nữa là đảo cầu, và nếu những cái tổ ong nào mà cái cầu nó kép quá thì rút bớt đi. Thế vậy thì hôm nay có 4 cái để em chia sẻ cùng với các bác ở tại cái vườn ong em gửi ở trong thôn đi các bác. Đấy, nó ngay gần bìa rừng luôn. Đấy, nên là vì vậy nên là nay thì sẽ mở ra kiểm tra. Đấy, và đảo cầu toàn bộ 31 đàn ong ở đây. Đây cái cầu ngoài cùng đấy nhá các bác nhé, cầu ngoài cùng ông để lại, mặt thì cũng đã nít nắp lại mà cua này các bác nhé. Mặt đây là mặt tự nhiên 100% nhé các bác nhé, chứ không phải là đấy, đây nó đang nở nhỉ các bác đấy, nhưng mà cái nguồn phấn cầu ngoài cùng đây là không chưa thấy. Đây là cái cầu thứ hai thì các bác, cầu thứ hai thì nhọng vít nắp rất là nhiều đây. Đấy, và nó cơi lên, nó đẻ lên cách cái xà cầu khoảng còn lại khoảng 7 phân này các bác này. Đấy, và những cái góc đây là hắn đã xây lại này. Đấy, các bác này thấy này, hai cái góc đây là hắn đã xây lại này. Hai góc này là lúc em cắt mặt hôm mùng 6 là em đã cắt các cái lỗ ong đực, thì hắn cũng đã xây lại, bên đây nó cũng đã nhọng hết rồi. Đấy, đây cũng rất đẹp này các bác. Đấy, từ cầu này là có nguồn phấn này, cầu này là được 3 vòng phấn này các bác. Đấy, cầu này là 3 vòng phấn nhá. Đấy, và có đang xây lỗ ong đực đây đây cho các bác, như cái tổ này đang xây lỗ ong đực này. À, có nhọng ong đực kì nhá các bác nhé. Đây em cho các bác xem, không biết là nó hơi mờ. Đây là có nhọng ong đực này các bác này. Đấy, nó hơi ánh nắng nên là nhìn nó hơi khó. Nhọng ong đực được có 3-4 ngày tuổi rồi. Đây này các bác này. Nó hơi ánh nắng nên là nó ấy. Nhưng mà nó có nhọng ong đực rồi. Vậy thì như ở đây mà nếu như mà muốn nhân đàn thì bây giờ là nhộng 4 ngày tuổi rồi thì khoảng 20 ngày nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng 20 tháng 9 là có thể ở như đây là em nhân được đàn này này các bác này.
Đấy, vậy thì như cái cầu này thì em sẽ cho ra ngoài đây các bác nhé. Cái cầu này cũng là ông đực nhưng mà nó chưa xây ở cái cầu trong cùng, nhưng mà phấn là rất là nhiều đây các bác. Phấn gần như là kín đây các bác. Đấy các bác thấy phấn gần như là kín một bên, nếu mà không để vậy nó chỉ đổ phấn không thôi. Nên là vì vậy là em sẽ cho nó ra ngoài đây các bác. Và cho cái cầu này vào trong. Đây cái cầu này đây, cái cầu nhọng không đi vào trong các bác. Để nó bắt chiếc, nó xây theo cầu các bác. Vậy là nguồn phấn ở đây nó cũng có nha các bác nhé. Vậy là như cái tổ này thì không phải rút mà nó đang có ong đực rồi. Ong đực thì cái ấu trùng ong đực là nó được 4-5 ngày tuổi rồi. 4-5 ngày tuổi thì mình tính mà nếu như mà mình tính chuẩn ấy, thì là khoảng 20 tháng 9 là ta có thể nhân được đàn. Đấy, như cái tổ này là có ong đực rồi nhé các bác nhé. Đấy, vậy bây giờ đi ra cái tổ ba cầu coi là nó như thế nào. Đấy, ra tổ ba cầu ngoài cùng này các bác. Đấy, tại vì ở đây là toàn 4-5 cầu thôi. Đấy, thì ra cái tổ, tại vì mình thấy coi những cái tổ kém và những cái tổ mà nó phát triển các bác ạ, thì mình mới biết được là ong nó như thế nào. Đây, giờ đặt đây cho nó. Như thế này, đây là nó bị sốc nhiệt nhé, chứ không phải là bị thối ấu trùng quân nó chạy như thế này là nó sốc nhiệt này các bác này. Sốc nhiệt chứ không phải là ong nó chạy, nó đang cơi lại này các bác này. Đang cơi lại. Đấy, vậy là khoảng gần một tháng em không vào đây rồi các bác. Mật lại vít nắp này các bác. Đấy, các bác thấy em không hề cho ăn gì hết luôn. Mật thì vít nắp, phấn thì cũng rất là nhiều. Đấy, cái cầu thứ hai mà các bác thấy cái nguồn phấn nó như thế này thì đàn ong nó sẽ phát triển rất là tốt. Đấy, các bác thấy nó được 3 vòng phấn. Còn cái cầu trong cùng thì chắc là nó sẽ, đây các bác thấy rất là đẹp luôn. Đây cái cầu trong đây các bác thấy cái nguồn phấn nó như thế này này các bác thấy nguồn phấn đấy các bác thấy một mặt nguồn phấn luôn. Đấy, các bác thấy nguồn phấn nó như thế này vàng óng hết luôn. Nên là cái nguồn phấn này thì là ong nó sẽ phát triển rất tốt và nó cơi này. Các bác thấy cái ở dưới trắng trắng đấy là nó cơi đấy nhá các bác nhá. Nó cơi. Nên là cái nguồn phấn nó nhiều như thế này thì nó sẽ phát triển rất là tốt các bác. Đấy, vậy thì này mình chỉ phải đảo thôi các bác. Mình đảo cầu này. Cho cái cầu này vào trong. Vào trong đấy đốt luôn các bác. Đốt luôn nhỉ. Đấy.
đang làm lưới mẹo rồi các bác ạ. Đấy thì như ong ở trong này là cái nguồn phấn nó cũng rất là nhiều nhé các bác nhé. Nguồn phấn rất là nhiều thì như đây thì nó đang cơi lại thôi, như cái tổ này đang cơi lại, nhưng mà có cái tổ ngoài kia là tổ lúc đầu mình coi đấy các bác, thì nó có ong đực rồi là nó phát triển rất là tốt các bác. Đấy. Vậy thì như thế này thì nó nở ra thì tầm 15 là lao cầu là vô tư này các bác này. Đấy, tại vì cái quân của nó đây là đã được hơn một lớp quân rồi các bác. Hơn một lớp quân mà nó nở cái đợt này ra thì tầm quay lại thì nó sẽ rơi vào 15 tháng 9 các bác. 15 tháng 9 thì sau 15 ngày nữa. 15 ngày nữa thì mình lao cầu thì là nó sẽ lên 4 cầu đấy các bác. Như tổ 3 cầu này thì nó sẽ lên 4 cầu. Nên là ong nó sẽ phát triển rất là tốt các bác. Ong phát triển rất là tốt mà nguồn phấn như thế này thì mình chỉ đảo cầu một tí thì nó lại mang phấn về thì nó dự trữ. Dự trữ và sau cái đợt này thì đến khoảng tháng 10 là sẽ có ở em rừng tự nhiên là sẽ có những cây rẻ phao nở này, rồi keo này các bác này. Keo thì bây giờ thì chỉ một số ít cây keo là có nụ thôi. Còn là nó phải rơi vào khoảng 15 tháng 9 thì nó mới có nụ nhiều. Và vào đến giữa tháng 10 thì keo nó mới rất là nhiều hoa. Đấy, vậy thì như này là mình kiểm tra một tổ 4 cầu, một tổ 3 cầu. Như thế là ong là các bác thấy là nó cũng phát triển là rất là tốt. Thì các bác mà theo dõi video mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.